Khu thùng TF70L nha bà con, đèn nè, nặng 95kg luôn, cái khung sắt nè, sắt xịn của Indonesia luôn, dày ghê luôn, quá trời dày, hàng nhập khẩu nha bà con, quá trời dày. TF Yanma 70L. Alo, gác hả? Gác dính vừa thôi, dính quá sao chịu nổi. À, dễ xài hơn, nó xé luôn. Dạ, được, ở ngoài có trong bụng xé luôn. Được luôn. Còn nước được không? Tùy anh nè, máy nào làm thì máy đó. Cái bơm đúng rồi, còn cái bơm thì 800.000 riêng. Dạ. 2 triệu. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Dạ, dạ dạ rồi. Dạ. Dạ ok luôn anh. Dạ đúng hết trơn. Đúng rồi, chỉ nhỏ. Dạ hết chơi đi hết trơn luôn. Nó chắc trong thùng đó bà con. Được chưa? Để nắp nước, để ra anh thọ. Khi bà con hết dầu mới xả khởi động là cầm này. À, phải bẻo đây nè, đâu mà khỏi xả dầu, cứ bẻo qua đây nè. À, tự động nó hút lên luôn. Đây nè. Alo. Dạng xe ha anh. Dạ. Đâu? Quá ok luôn. Cả nước đây chứ.